Oh, okay.
Thank you.
ngọt ngào của doanh nhân Nguyễn Thị Bích Hoa. Và tiếp theo chương trình, xin mời doanh nhân Nguyễn Tấn Thiện với ca khúc Buồn ơi chào mi. Buồn ơi, ta xin chào mi, khi người yêu đã bỏ ta đi. Buồn ơi, ta xin chào mi, khi tình yêu chẳng cánh bay đi. Buồn ơi, ta đang lẻ loi. Buồn ơi, ta đang đơn côi. Buồn ơi, hãy đến với ta để quên.
mừng phần dịch thi của doanh nhân Nguyễn Tấn Thiện với ca khúc Buồn Ơi Chào My. Và bây giờ xin mời thank you.
cùng anh chuyện trò, cùng nhau nghe sóng xô nghe đá ngàn câu hát yên bình. Em đã biết cô đơn là thế mỗi khi cách xa anh. Từng đàn chim cuối chân trời biết tìm nơi bình yên. Ước gì anh ở đây giờ này, ước gì em được nghe giọng cười và hơi ấm đã bao ngày qua mình luôn sắm vai. Tình anh
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đâu em. Con tim bối rối, con tim bối rối, anh còn đâu em. Và con nợ em, cuồng tình đã lỡ, cuồng tình đã lỡ. Anh còn nợ. Tấn Anh Tuấn với ca khúc Anh Còn Nợ Em, nhạc của anh Bằng, thơ Phan Thành Tài. Vâng, và tiếp theo xin mời ban giám khảo chấm thi cho phần dự thi của doanh nhân Phạm Thị Thanh Thái với ca khúc Thương Tình Buồn, nhạc Nhật Ngân, thơ. Nhau xa tầm tay, ôi ông hồng đau.
lòng.